Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, có một số người có chia sẻ với Khánh Ngọc rằng đã yêu một cô gái rất lâu, hai người đã có những hẹn ước với nhau, đã có những hành vi thân mật với nhau, nhưng cô gái nhất quyết không đồng ý lên giường với chàng trai. Trong khi các chàng trai thì nóng lòng muốn nhanh chóng đưa người mình yêu lên giường để đánh dấu lãnh thổ. Đàn ông là vậy, thường muốn đốt cháy giai đoạn mà không có sự kiên trì và chịu đựng. Tất nhiên, trong video này thì Khánh Ngọc sẽ cố gắng để chia sẻ cách để một người đàn ông có thể đưa cô gái trong mơ của mình lên giường. Các bạn hãy nhớ rằng việc chiếm đoạt cơ thể một người phụ nữ không nên chỉ với mục đích thỏa mãn nhu cầu sinh lý, mà nên có trách nhiệm với việc mình làm và người mình yêu, quý vị nhé. Trước hết, một người đàn ông không bao giờ được ép buộc một cô gái lên giường theo đúng nghĩa đen của từ này. Thứ nhất, việc ép một người lên giường trái với ý muốn của họ là trái pháp luật. Có nhiều trường hợp khi người phụ nữ quay xe thì người đàn ông có thể vướng vào vòng lao lý. Thứ hai, hành động này có thể dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn và rạn nứt tình cảm. Vậy phương pháp nào nhẹ nhàng hơn mà người phụ nữ có thể tự nguyện dâng hiến cho người mà cô ấy yêu? Không có cách nào hay hơn là một tình yêu chân thành, đủ để cô gái thấy tin tưởng và tự nguyện cho đi. Nhưng nếu có tình yêu nhưng vẫn không lay động được cô gái, thì có thể là do bạn đang thiếu một số điều sau đây. Thứ nhất là thiếu những buổi tối lãng mạn. Bản chất tinh thần ở con gái là được nâng niu, chiều chuộng. Họ thích những buổi hẹn hò lãng mạn, hứa hẹn, những bất ngờ thú vị dưới dạng một bó hoa hoặc là một món quà, hay là âm nhạc thư giãn dễ chịu, hay là một vài ly rượu vang với đồ ăn ngon. Điều quan trọng đối với phụ nữ đó là buổi hẹn hò bắt đầu đẹp đẽ và kết thúc cũng phải đẹp đẽ. Nếu bạn cố gắng tạo cho cô ấy một cái tâm trạng lãng mạn, tạo ra bầu không khí hòa hợp và yêu thương, thì buổi tối có thể kết thúc bằng những nụ hôn say đắm và sau đó là quan hệ tình dục. Đối với nhiều cô gái, rượu giúp cho họ thư giãn, họ bắt đầu cư xử thoải mái và táo bạo hơn. Và điều thú vị nhất là một lượng nhỏ rượu vang hoặc rượu sâm banh có tác dụng kích thích ham muốn đối với phụ nữ. Khi uống rượu nho, endorphin trong cơ thể được giải phóng, hormone mang lại hạnh phúc và niềm vui. Cô gái đang có tâm trạng vui vẻ, sự gợi cảm được đánh thức và cô ấy sẵn sàng cống hiến hết mình cho tình yêu. Hoặc bạn có thể xem một bộ phim có nội dung lãng mạn và nhạy cảm cùng với bạn gái của mình. Nếu nội dung bộ phim gây ấn tượng với cô ấy, bản thân cô ấy sẽ muốn thử sức mình với trò chơi nhập vai. Quan trọng là đàn ông phải cư xử tinh tế và nhẹ nhàng với phụ nữ. Không phải phụ nữ không thích tình dục. Thực ra thì có nhiều cô gái rất tò mò, rất muốn được cùng bạn trai thân mật. Nhưng điều kiện, không gian, thời gian không cho phép. Đồng thời không đủ sự lãng mạn để tâm hồn tự do và tự giải phóng cho mình. Vì vậy, hãy thường xuyên tạo ra những buổi tối lãng mạn, cô gái sẽ tự nguyện dâng hiến cho bạn. Thứ hai là thiếu những chuyến đi xa. Các bạn đều biết rằng tâm lý của phụ nữ nói chung đều rất nhạy cảm với khung cảnh xa lạ. Những phụ nữ dễ ngã vào vòng tay đàn ông là những người xa xứ. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Còn điều mà Khánh Ngọc muốn nói ở đây là hai người nên có những chuyến đi cùng nhau. Phụ nữ thường trao cho người yêu của mình tất cả trong một chuyến đi xa. Vì sao phụ nữ lại có tâm lý này? Bởi vì trong một khung cảnh khác lạ, phụ nữ thường dễ phiêu lưu hơn, phụ nữ muốn dựa vào đàn ông nhiều hơn. Tình dục ở một địa điểm xa lạ, thú vị như một dấu mốc mà phụ nữ muốn lưu lại. Ngoài ra, khung cảnh của một vùng đất mới với những danh lam thắng cảnh đẹp là một yếu tố xoa dịu những nỗi lo lắng
và bất an của phụ nữ. Nói cách khác thì phụ nữ sẽ dễ dàng tiếp cận với tình dục hơn trong một không gian mà họ thích thú, mơ mộng. Không cô gái nào đi du lịch với bạn trai mà hai người không làm tình với nhau cả. Thứ ba là thiếu sự ghen tuông. Có một sự thật là nhiều phụ nữ không chấp nhận lên giường với bạn trai khi họ chưa nhận ra giá trị của người bạn trai đó. Nếu người đàn ông chỉ biết theo đuổi người phụ nữ, chỉ biết năn nỉ họ để được quan hệ tình dục, thì người đàn ông đó cơ bản sẽ khó khăn để đạt được mục đích hơn. Vì sao ạ? Vì cô gái thấy giá trị của mình cao hơn người bạn trai kia, nên cô ấy không dễ dàng dâng hiến cho chàng trai đó. Vì vậy, muốn người phụ nữ tự nguyện thì bản thân người đàn ông phải biết tạo ra giá trị. Hay nói đơn giản là làm cho người phụ nữ sợ mất bạn. Muốn có được điều này thì phải khơi gợi sự ghen tuông bên trong của phụ nữ. Khi phụ nữ có chút ghen tuông, họ sẽ nhận ra bạn là người có giá trị với họ. Khánh Ngọc không dám nói rằng cô gái sẽ dâng hiến và phục tùng ngay, nhưng ít nhất thì cô gái đó sẽ cân nhắc và xem xét đến những lời đề nghị của bạn. Nếu cô ấy thấy rằng bạn thực sự quan trọng với cô ấy, thì cô ấy sẽ cho bạn tất cả. Thứ tư là bạn chưa đủ hư. Nếu tất cả những yếu tố trên đều đã thực hiện mà cô gái vẫn chưa tự nguyện thuộc về bạn, thì chỉ có một nguyên nhân, đó là bạn chưa phải là một người đàn ông đủ hư. Hư ở đây không phải là hư hỏng, mà là một người đàn ông có tính cách bất kham, dám hành động một cách quyết đoán. Phụ nữ có bản chất thụ động và phục tùng những chàng trai quyết đoán. Ngoài ra, phụ nữ thường dễ thích những người đàn ông này nhiều hơn. Sự mạnh mẽ, quyết đoán ở đàn ông có thể làm cho phụ nữ hưng phấn. Đây là sự thật. Khác biệt giữa đàn ông hư và ngoan là đàn ông hư giỏi giải quyết vấn đề hơn. Họ biết mình muốn gì và phải làm gì để đạt được nó. Tại sao những cô gái lại thích những chàng trai trông có vẻ ngang tàng? Chính vì họ thích cách giải quyết vấn đề của những người đàn ông này. Khánh Ngọc ví dụ, khi đòi hỏi tình dục với bạn gái, người đàn ông ngoan có thể chấp nhận lời từ chối của cô gái ngay lập tức. Nhưng đàn ông hư thì họ không bỏ cuộc dễ dàng. Họ sẽ tìm những cách khác để cô gái đồng ý. Đôi khi kể cả dùng thủ đoạn, nhưng thủ đoạn ấy phải được cô gái chấp nhận. Quý vị thân mến, hầu hết những mối quan hệ hiện nay của giới trẻ đều tiến tới tình dục rất nhanh. Một phần là giới trẻ ngày nay họ có cái nhìn thoáng hơn về chuyện ấy. Một phần khác là do sự tò mò khi chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cô gái không dễ dàng để đàn ông đạt được mục đích. Mỗi người sẽ có cách chinh phục phụ nữ khác nhau tùy vào tính cách, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế xã hội. Những nội dung mà Khánh Ngọc chia sẻ trên đây cũng là những kinh nghiệm rút ra từ tâm lý tình cảm của con người. Ứng dụng như thế nào và kết quả đạt được ra sao là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Dù có tình dục hay chưa có, thì một mối quan hệ lành mạnh nên được xây dựng từ lòng tin lẫn nhau, các bạn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Khánh Ngọc xin kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.